Không tuyên bố gì, nhưng mỗi ngày Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm lại cùng nhau tung ra một ám hiệu tình yêu mới. Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chủ động công khai hình ảnh với chế độ chụp giống nhau. Fan hai bên đang háo hức chờ ngày thần tượng xác nhận chuyện đôi lứa. Tin đồn tình cảm giữa Sơn Tùng MTV và Thiều Bảo Trâm rộ lên từ nhiều năm nay. Nhất cử nhất động của cặp sao đều thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Dù ngụy trang hay kín kẽ, nhưng với đôi mắt tinh anh của các thánh soi, thì việc hẹn hò riêng tư của họ đã không ít lần bị phát hiện. Mới đây, cả hai chủ động công khai hình ảnh với chế độ chụp giống nhau. Đây được xem như ám hiệu tình yêu của hai người. Động thái này một lần nữa cho thấy tình cảm ngày càng thắm thiết của hai nhân vật nổi tiếng. Cụ thể, trong những ngày qua, Sơn Tùng MTV mở đầu trào lưu đăng ảnh mờ nhòe trên mạng xã hội. Nam ca sĩ gốc Thái Bình xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong những bức hình bị lỗi. Người hâm mộ cũng bày tỏ sự thích thú trước sở thích có phần độc lạ của thần tượng. Thế nhưng tất cả có lý do. Khi sau đó Thiều Bảo Trâm cũng đăng ảnh phong cách y chang bạn trai tin đồn. Giữa muôn vàn hình ảnh chỉnh chu, ca sĩ họ Thiều khéo léo cài một bức ảnh mờ nhòe không rõ người. Nhanh chóng sau đó, người hâm mộ nhận ra đây không phải là lỗi khi chụp, khi đăng ảnh, mà ám là hiệu tình yêu của hai nhân vật nổi tiếng. Cách chỉnh ảnh quá quen, kiểu chụp rung rung quen quen ta. Kiểu này chắc Valentine công khai quá. Tùng cho chị đúng không ạ? Dân mạng thi nhau bình luận. Dân mạng rộn rã reo lên Sơn Tùng phía dưới bài đăng của Thiều Bảo Trâm. Thông qua những điều nhỏ nhặt như vậy, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm được cho là sắp sửa công khai tình cảm, nhất là khi Valentine đang đến gần.